Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Hôm nay mình sẽ làm một món vô cùng đặc biệt luôn, đó là bún chả Hà Nội. Chào mừng mọi người đã quay lại với trang bếp của mình. Bây giờ mình sẽ làm chua một ít củ cải trắng và cà rốt. 3 mỏng cà rốt và củ cải trắng. Cho vào một muỗng đường và nửa chén giấm táo, ngâm trong vòng 1 tiếng đồng hồ nha. Ở đây mình có 2 miếng ba rọ nè. Mình đã bỏ hết phần da của miếng thịt này, cắt thành miếng nhỏ và ướp thôi. Mình ướp 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường và nửa muỗng ớt bột, nửa muỗng tiêu, 1 muỗng nước mắm và dầu ăn, thêm 1 muỗng tương ớt nữa nha. Công thức mình để ở trên video này nha mọi người. Mình sẽ ướp thịt này trong vòng 30 phút nha. Sau đó mình sẽ xiên que như thế này, một lớp mỡ, một lớp nạc, để khi mình nướng nó sẽ ngon và thơm hơn. Mọi người nhìn cái xiên que của mình có đẹp mắt không? Mình cứ xiên như vậy đến khi hết thịt luôn nha. Mình thích nướng xiên như vậy hơn là để nguyên tảng để nướng. Ở đây mình có thịt băm và ướp để chuẩn bị làm chả nha. Mình ướp chung với đường, hạt nêm, ớt bột và nước mắm, một xíu tiêu, nước tương và dầu ăn nữa. Công thức mình cũng có để ở trên nha. Ướp khoảng 30 phút thì mình sẽ vo viên tròn và dẹp như thế này. Vo viên tròn to hay là nhỏ là tùy theo mọi người muốn ăn như thế nào nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nướng vào nồi chiên không dầu. Mình cho thịt xiên que vào. Mình sẽ ướp nhiệt độ là 160 cho 20 phút. Nướng xong lần 1 thì mình sẽ quét cái sốt muối ớt đỏ này lên. Set up nhiệt độ lần 2 là 160 cho 5 phút. Tiếp theo là mình sẽ nướng cái chả viên này nha. Set up 170 cho 20 phút. Chỉ nướng một lần thôi nha. Chả viên nướng nhiều lần sẽ bị khô. Đây là mình đang chuẩn bị nước chấm của bún chả nè. Một vá đường, một vá nước mắm, hai vá nước sôi để nguội, thêm nửa vá ớt xay nữa nha. Cho củ cải và cà rốt ngâm chua vào trong nước mắm này luôn. Cuối cùng là cho thêm nửa muỗng giấm táo nữa nha. Cho bún và rau sống ra như thế này. Đừng quên rau thơm và dưa leo vào sợi nữa nha. Tiếp theo là mình cho xiên que đã nướng lên nè và viên chả nữa nha. Mời tất cả mọi người ăn bún chả cùng với mình nha. Mọi người chấm món này cho mình được mấy điểm? Mình đã từng ăn bún chả ở Sài Gòn rồi, nên hôm nay mình nấu theo kiểu của mình. Thịt xiên que của mình nó thơm nước mũi luôn á. Cho thật là nhiều nước mắm ra chén nha. Cho thịt nướng và chả viên vào trong nước mắm này luôn. Món bún thịt nướng hay là món bún chả gì mình cũng đều thích hết á. Mình có thể ăn liên tục mà không ngán luôn á. Cuối cùng là cho bún và rau sống vào trong chén nước mắm này luôn. Mời mọi người một miếng nha. Thịt nướng, chả viên kết hợp với bún và rau sống, kèm nước mắm chua ngọt như thế này nữa. Mình thấy hợp tình hợp lý lắm luôn á. Trời mưa mà ăn món này là ngon xỉu luôn á. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Mọi người muốn mình nấu món gì thì comment ở dưới nha. Bye bye.